chào các bạn tổ chức không gian làm việc không đơn thuần chỉ là sắp xếp các cái công cụ làm sao cho thuận tiện trong quá trình làm việc mà đôi khi nó còn thể hiện cá tính cũng như phong cách của một designer nào đó trong quá trình làm việc thì đôi khi chúng ta sẽ phải làm việc với nhiều các cái bảng chức năng những cái công cụ hay là những cái tác vụ của chương trình mà để có thể sử dụng chúng nó một cách thuận tiện thì người thiết kế chúng ta thường hay mở sẵn nó ra như này để tránh tình trạng chúng ta phải đi tìm kiếm nó ở đâu đó và chúng ta cần phải sắp đặt nó theo mỗi một tình huống làm việc thì nó sẽ gây ra mất thời gian hơn cho nên là mỗi một cái designer thì thường có một cái cách tổ chức không gian làm việc riêng của mình sắp xếp những cái công cụ mà mình thường xuyên làm việc theo tình huống riêng của mình từ đó thì nó sẽ sinh ra một tình huống đó là cách để tổ chức không gian làm việc theo sở thích cá nhân hay là cách tổ chức không gian làm việc để thuận tiện hơn với từng cái nhu cầu công việc của các bạn để hỗ trợ người thiết kế trong cái quá trình tổ chức không gian làm việc này thì trong chương trình của hãng Adobe thì thường xuất hiện một cái chức năng nó có tên là Workspace. Chức năng này sẽ cho phép tổ chức không gian làm việc theo sở thích cá nhân cũng như là ý thích của mỗi một designer. Khi mà chúng ta muốn làm việc với những cái panel, những cái bảng tác vụ nào đó thì chúng ta sẽ mở cái bảng đó ra và ta có thể sắp xếp bố trí nó bằng cách kéo thả nó như thế này lên trên cái vị trí mà chúng ta muốn cố định bảng Vụ đó. Sau khi bạn thiết lập ra một không gian làm việc theo sở thích cá nhân của mình rồi với những cái tình huống mà các bạn thường xuyên phải dùng các công cụ đó, thì để lưu lại không gian làm việc này, khi mỗi một lần chúng ta mở máy tính ra để làm việc, thì không gian làm việc nó sẽ luôn là không gian làm việc mà chúng ta thiết lập ra ở đây. Thì các bạn sử dụng cái chức năng workspace ở trên đó và ta dùng một cái lệnh là new workspace. Chức năng này sẽ cho phép lưu lại không gian làm việc hiện thời mà bạn đang sử dụng ở kia và bạn chỉ việc đặt tên vào đó. Giả sử mình sẽ đặt tên vào đây là Leo Space. Sau đó mình ấn Save. Vậy là bây giờ sẽ có một cái không gian làm việc là của riêng cá nhân mình. Bây giờ trong quá trình làm việc chẳng may là mình sẽ di chuyển đến một không gian làm việc default của chương trình là Essential. Bạn thấy là không gian làm việc Essential là cái không gian làm việc mặc định mà chương trình Photoshop tạo ra cho mọi tình huống chung nhất mà người sử dụng chúng ta chưa có một thói quen nào rõ ràng cả. Thế là bây giờ mình muốn trở lại cái không gian làm việc là không gian làm việc mà mình đã tạo ra trước đó thì mình sẽ di chuyển lại trong cái bảng kia. Bạn thấy không gian có tên là Leo Space nó đã được lưu lại ở trên đó rồi. Mình kích vào đó thì bạn thấy cái không gian đó nó sẽ trở lại cho chúng ta như vậy. Ngoài ra trong quá trình làm việc nếu như bạn đang ở một không gian bất kỳ nào đó mà vô tình bạn thay đổi cái trật tự của không gian đó khiến nó bị xáo trộn đi. Giống như mình đang làm ở đây bạn muốn cái không gian đó được trở về như mặc định giống như thiết lập ban đầu của chương trình hay là thiết lập ban đầu mà bạn tạo ra cho không gian riêng đó thì bạn di chuyển đến menu window và lại trở lại workspace đó ta lựa chọn một chức năng nó tên là reset chức năng reset này sẽ trở cái không gian của bạn lại về như trạng thái ban đầu bạn thấy mọi thứ lại trở về ổn định như lúc nó mới được tạo ra vậy là trong quá trình làm việc vô tình bạn có chẳng may tắt một cái bảng nào đó đi đánh mất nó hay là làm sao đó chúng ta không tìm lại nó thì bạn có thể sử dụng không gian làm việc và reset nó để nó đưa về trở về mặc định như lúc mà chúng ta mới mở phần mềm ra ngoài ra thì trong cái chức năng Workspace này thì chúng ta nhìn thấy là chương trình đã thiết lập sẵn một số các tình huống như là tình huống dành cho những người chuyên dùng cái công cụ để làm cái công việc là painting các công cụ ở đây sẽ phù hợp với việc vẽ hay là chức năng làm việc với các cái công việc liên quan đến photography là liên quan đến biên tập chỉnh sửa hình ảnh thì các chức năng điều chỉnh hình ảnh nó sẽ xuất hiện sẵn ra ở đây khá là tiện cho người dùng để sử dụng Workspace một cách hiệu quả thì chương trình có bố cục cái lệnh Workspace đó nằm ra phía bên ngoài thanh option để các bạn có thể tự do lựa chọn nó một cách nhanh chóng hơn thay vì chúng ta phải di chuyển vào menu window ở đây bạn thấy mình thường xuyên di chuyển vào đây và lựa chọn Workspace như vậy là Workspace là cách tổ chức không gian làm việc tăng cái tính hiệu quả cho công việc đối với mỗi người sử dụng trong phần bài học kế tiếp thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách chúng ta đặt thiết lập các cái phím tắt cho các cái chức năng làm việc mà các bạn thường xuyên phải sử dụng trong tình huống mà chương trình không thiết lập các phím tắt cho các công cụ đó bạn hoàn toàn có thể đặt phím tắt cho một công cụ nào đó mà bạn thường xuyên sử dụng giúp tối ưu hóa cũng như đẩy nhanh quá trình gọi thực hiện và sử dụng các cái công cụ đó một cách hiệu quả hơn chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn